Phụ Mỗi Vlog chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay chợ Nhà Bạn cho mọi người xem. Mọi người xem video của mình thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Thì ở đây là ngã ba chợ Nhà Bạn đó mọi người. Nó có ba ngã, thì cái ngã một hướng thì đi về Châu Đốc, một hướng thì đi về Tịnh Biên, một hướng thì đi về Chi Tôn nha mọi người. Một hướng nữa thì nó đi về cây mít. Cái hướng đó là cái hướng nhỏ thôi, cái nhánh nhỏ thôi. Hướng đi về cây mít đó thì nó hướng nó cái nhánh nhỏ thôi nha mọi người. Cái này là chợ Nhà Bàn mọi người. Chợ Nhà Bàn. Mà mọi người theo mình đi một vòng nha. Chợ Nhà Bàn của mình cũng mới làm lại chắc cũng vẫn 5-6 năm nay mà khá rộng nha mọi người. Mời mọi người theo mình. Cái này là đi trong nhà lòng chợ nha mọi người, tại vì nhà lòng chợ rộng quá. Rộng quá rồi, có đầu xe chạy tới chạy lui được nha mọi người. Ở đây người ta bán thịt heo nhưng mà thịt heo giờ này hết rồi nha mọi người. Ở bên đây thì người ta bán thịt cá rồi đó mọi người. Giờ này thì cũng không có ai nha mọi người. Giờ này thì cái tầm 3 giờ rồi không có ai nha mọi người. Trước mặt mình là đường đi vô Thái Sơn đó mọi người. Còn ở đây là cũng là chợ, cặp xếp chợ nha mọi người. Thì ở đây thì mua bán lại giáp sáng thì cũng tạm ổn rồi nha mọi người. Ở đây người ta có che miếng cao su lại để phòng chống dịch đó mọi người, giống chợ phường B của mình.
đồ đạc rồi này kia, người ta cũng bán đều đều lại mọi người. Thì cái này ở ngoài đường cặp bờ cặp lộ đó nha mọi người. Ở đây là bách quá xanh đó mọi người, quá xanh đó. Điện máy xanh nè đó mọi người, nó điện máy xanh nè. Mình quay lại chở nhà bạn nha mọi người. Mình xin kết thúc video ở đây mọi người. Xem video của mình thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube phát việc cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha.